Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì mình đang có mặt ở cổng game Thiên Đường Trò Chơi với số vốn là 35M. Hôm nay thì mình có mặt ở đây để tiếp tục chia sẻ cho anh em kinh nghiệm bắt cầu tài xỉu ở trên cổng game Thiên Đường Trò Chơi này anh em nhé. Ok, thế là mình đánh xỉu 5M này. Trả lại mất rồi anh em ạ. May chưa anh em, may trả lại về tài 11 anh em ạ. Đang cầu 22, tính theo cầu 22 mà gãy luôn anh em. Sang bên MD5 cũng vừa về xỉu 6 này. Xem cầu nào, 14, 12, 11 anh em ạ. 14, 12, 11. Cầu này thì tay này mình đánh xỉu anh em. Đánh xỉu 4M anh em ạ. Còn bên MD5 vừa có cái bệt xỉu 9 tay anh em ạ. Đang về xỉu 4, xỉu 6 này. Khá là bé anh em ơi. Tay này tiếp tục mình đánh xỉu đi. Đánh xỉu 4M anh em nhé. Ok, về xỉu 7 này, ăn tay đầu tiên 4M anh em ạ. Bên MD5 thì về tài 11 mất rồi anh em. Về xỉu 7 ở đây 14, 12, 11 xong rồi xuống xỉu 7. Trước đấy xỉu 7 này lên tay 14 này. Xỉu 7 này xuống xỉu 10 này. Xỉu 7 lên tay 11. Xỉu 7 xuống xỉu 10. Theo quỹ đạo thì xỉu 7 này sẽ lên tài anh em ạ. Tài này mình sẽ đánh tài đi anh em. Bắt cầu 31 anh em nhé. Còn bên MD5 tài 11 ở đây. Tài này mình sẽ đánh xỉu đi anh em ạ. Đánh xỉu 4M nha anh em. Bắt cầu 21 anh em nhé. Ok, ăn tài 15 4M ở bên tài xỉu rồng xanh này. Tiếp tục ăn xỉu 6 4M ở bên MD5 anh em ạ. Tài 15 ở đây thì cầu này bắt cầu 31 là đẹp rồi anh em. Tài này tiếp tục mình đánh tài 4M anh em nhé. Còn bên MD5 xỉu 6 này khá là bé anh em ạ. Cầu này thì mình sẽ bắt cầu 21 nha anh em. Tài này tiếp tục đánh xỉu anh em ạ. Đánh xỉu 4M nha anh em. Rồi, bên MD5 thì về tài 13 mất rồi anh em ạ. Còn bên tài xỉu rồng xanh thì ăn tài 12, 4M này. Xuống tài 12. Cầu này mình sợ nó không có lên được cầu 31 anh em ạ. 15, 12 thì tay này mình đánh xỉu đi anh em. Tay này đánh xỉu 4M anh em nhé. Còn bên MD5, MD5 thì đang có dấu hiệu chạy cầu 11 anh em ạ. 11, 63 này. Thì tay này mình sẽ bắt cầu 11 đi anh em. Tay này đánh xỉu 4M anh em nhé. Bắt cầu 11 anh em ạ.
Ok, ăn xỉu 10, 4M, ở bên MD5 này. Còn bên tài xỉu rồng xanh thì về tài 13 mất rồi anh em. Về tài 13 anh em ạ. Tại vì cầu này gì ấy nhau lại kém quá, mình thấy vị 15, 12 mình lại không dám bắt ấy anh em ạ. Tay này theo 31 đánh xỉu 4M nha anh em. Còn bên MD5 tiếp tục đánh tài 4M theo cầu 11 anh em ạ. Ok, ăn tài 13, 4M ở bên MD5 anh em nhé. Tiếp tục ăn xỉu 8, 4M ở bên tài xỉu rồng xanh này. Quá ok anh em ạ. Thì 35M lên 50M, ăn được 15M. Chắc là mình sẽ tạm dừng video tại đây anh em nhé. Link game mình để ở mô tả video. Bye bye anh em.